qua còn 500 à? Thank you.
我。đầu tư mất 500 sàng với cả 7 xe tiền nhá.
đi về. Vẫn lỗ vẫn 5C đánh kiểu héo gì chán rồi. Vã một hồi vẫn thích lỗ nó không nãi gì nào. Tạm nghỉ. Mang hai bố xe nhé. Nó mất mất 5 xe. Thôi cũng chờ tạm nghỉ mấy hôm cho vải đen này nhá. Mang hai bố xe nhé. Mang hai bố cho yên. Anh em xem kênh thì đăng ký video, đăng ký kênh với cả cho mình xin một like nhá. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Có đi về đây. Ủa mẹ cất ô tô ở đâu nhỉ? Chết. À ô tô cất đằng kia rồi. Về về về. Chào anh em nhá. Hôm nay thì mình chơi từ lúc hình như là 3 giờ chiều ấy. Bây giờ là tầm 7 giờ 45. Đánh một hồi thì hôm hôm qua mình thua mất 2 man thì
Đầu tư vào còn lại 500 xẻng. 500 xẻng oánh một hồi vào cái máy nó hút xong rồi thì thua mất 500, đầu tư thêm 7 sen nữa. Vừa rồi ăn được một cái máy đấy, một dây dài 4 5 quả big to mới cả 5 6 quả quả ba kê thì gỡ được tầm một man 2 400 yên. À, tính ra mình vẫn thua mất trừ thuế, nói chung thua mất tầm 6 sen, 5 sen gì đấy, 4 sen, 4 sen, tính là 4 sen. Dạo này đánh pachinko chán lắm, kiểu gì đánh kiểu gì nó cũng hút, thế mới lạ này. Anh em rút kinh nghiệm nhá. Mình thì theo theo quan điểm của mình ý, thì đánh pachinko chỉ là vui thôi, chứ còn nếu mà để mà đánh cơm áo tiền thì khó nhai bọn nó. Kiểu đéo thì có hôm máy đánh rất gì dễ, có hôm thì đánh khoai từ sáng đến tối luôn, không thấy người nào ăn luôn. Còn thằng em Việt Nam kia thì nó mình chỉ cái máy đấy thì nó đánh nó gõ cũng giống máy mình đấy, cũng kiểu máy máy số 5 không phải số 6 đâu, số 5 thôi nó vẫn hút. Nhưng bây giờ nó đang ăn được tầm được khoảng hơn man, nó đầu tư có 3 4 sen nó vẫn đang ăn. Mình thì có các bản do chạy chạy mất hai máy đâm ra là nó mất mất một khoản mấy trăm mấy sen của cái máy 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 kia. Đó, anh em chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Hẹn anh em vào buổi khác, chắc là mình phải nghỉ chơi pachinko mất tầm mấy hôm á cho đó có thoải mái, chơi bời thứ cho đó thoải mái thì chơi tiếp, chứ bây giờ dạo này đánh liên tục lại thua, cứ hôm thua hai man thua 5 sen này chết. Chào mọi người nhá, mọi người xem kênh của mình hãy cho mình xin một một like, và ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.